Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là đề số 9B. Bài số 1. Câu trả lời nào đúng? Số liền sau của số 60 chính là. Rồi thầy có chẳng hạn như thầy lấy ví dụ như con số là 4, 5, 6. Đó. Thầy cho là con số 5. Đó. Số liền sau thì nó bên này, thầy ghi vắn tắt là chữ sau thôi nha. Còn cái này là trước, này trước nè. Này là trước. Số liền sau thì ta lấy số đã cho, số đã cho này ta cộng cho 1. Liền trước thì ta lấy số đã cho ta trừ cho 1. Rồi như vậy thì cứ theo đó mà chúng ta làm. Cứ liền sau là lấy số đã cho ta cộng 1, liền trước thì ta lấy số đã cho ta trừ 1. Số liền sau của 69, 69 thì đây liền sau ta cộng, ta lấy số này ta cộng cho 1. 69 ta cộng 1 là thành ra 70. Câu B. Trong số 89 giá trị của chữ số 9 là. Số 9 này nó là ở đơn đơn vị, còn số 8 là ở hàng chục. Số 9 này là đơn vị, nó là hàng đơn vị. Câu C. Đồng hồ chỉ mấy giờ? Như vậy chúng ta trong trong đồng hồ này thì chúng ta thấy có hai cái kim, một là cái kim dài và một, thứ hai là cái kim ngắn. Đây cái kim này ngắn hơn cái kim này nè. Vậy cái kim này là kim ngắn thì nó là cái kim chỉ giờ, còn cái kim dài mà là cái kim chỉ phút, còn cái kim này kim dài thì chúng ta cũng không quan tâm nó làm gì nè. Và đây là đang chỉ này là 10 giờ. Câu D, số tích hợp điền vào cái dấu chấm hỏi này là bao nhiêu trong 80 cm đã bằng bao nhiêu decimet? Như vậy là 80 cm, cm mà nhỏ hơn decimet 10 lần. Như vậy ta lấy 80 ta chia cho 10, chia cho 10 được 8. Đây câu A 8. Tiếp theo. Bài số 2, tên gọi của mỗi hình. Này là hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông và hình tam giác. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ có là hình tứ giác. Tứ giác, tứ là bốn, giác là góc. Đây. Đó. Hình này là hình chữ nhật. Hình bên này là hình vuông. Hình này là hình tam giác. Số nào còn thiếu? Đây chúng ta xem làm gì đây. 2, 3, 3, 2. Rồi tới là 2, rồi 3, 3. Rồi cái con số gì chỗ này là tới 3. Rồi con số gì chỗ này. Rồi chúng ta thấy này, 2 con 3 à, 2 con 3. Con số 2 là tới 2 con 3. 2 con số 3 là tới con số 2. Rồi ngay chỗ này là 2 con số 3 à. Tiếp theo ngay chỗ này nó sẽ là con số 2 được. Nó thay cái chu kỳ này. 2 rồi 2 con số 3 rồi tới số 2, rồi tới 2 con số 3, rồi ngay chỗ này tới con số 2. Số 2 rồi tiếp theo là tới 2 con số 3. Được. Đó, nó thay chu kỳ vậy. Bài số 1 đặc tính được tính 26 ta cộng nhân 17. Sáu bằng 7 13, thứ 3 ta nhớ 1. 2 1 3, 3 1 nhớ là bằng 4. Bốn ta cộng 8 là bằng 12, thứ 2 ta nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, 5 1 nhớ là bằng 6. 49 30 16. 9 cộng 6 là 15, thứ 5 ta nhớ 1. 7 8 37 15. 7 cộng 5 12 với 2 ta nhớ 1. 3 4 1 nhớ nữa là bằng 5.
Và số 2, điền kết quả phép tính 9 là cộng cho 4 là bằng 10, 13. 8 cộng 7 là bằng 15. 26 mà ta cộng cho 5 là bằng 31. 17 mà ta cộng với lại 6 là bằng 20, 13. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 3, tính nhẩm. 7 kg ta cộng với 8 kg là bằng 15 kg. 15 mà ta trừ cho 4 là bằng 11 kg. 19 mà ta trừ 6 là bằng 13. 13 mà ta cộng cho 9 là bằng là 22 decimet. Chúng ta qua bài số 4, tìm x. Đây là một cái tổng. À, dấu cộng là một cái tổng. Số hạng chưa biết, đây là số hạng đã biết và đây là một cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng. Ta trừ đi số hạng đã biết. X bằng 9 ta trừ 7 còn 2 32. Bài này cũng tương tự bài muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Ta trừ cho 6 x bằng 76 còn 11. Bài số 5, ống hút nhựa sau khi sử dụng là loại rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ở Mỹ trong 2 tuần, lượng ống hút nhựa thải ra có thể xếp được 2 vòng quanh trái đất. Nhiều dữ không? Ở trong 4 tuần, lượng ống hút thải ra có thể xếp được bao nhiêu vòng quanh trái đất? À, mấy ống hút mà hút nước mía rồi hút trà sữa rồi nè, mấy ống hút này nè. Rồi chúng ta quay lại cái bài của mình thì người ta nói là trong 2 tuần lượng ống hút thải ra có thể là 28 vòng trái đất. Và ở trong 4 tuần thì lượng ống hút thải ra bao nhiêu vòng trái đất? 2 tuần thì 28, 4 tuần. 4 tuần chúng ta thấy là gấp gấp này mấy lần? Gấp này 2 lần. À, 2 tuần cái này là lên 4 tuần. Vậy cái này chúng ta sẽ cũng lên gấp gấp đôi lên. Bài giải. Rồi, chúng ta dựa vào chỗ đây. Lượng hút thải ra có thể xét được bao nhiêu vòng trái đất? Số vòng trái đất xét được là 2 tuần lại bây giờ chúng ta có 2 tuần, 2 tuần là 28 mà lên đây 4 tuần, như vậy chúng ta gấp đôi không? Gấp đôi. Rồi cái này thì chúng ta nó cũng là gấp đôi. Gấp đôi thì ta lấy 28 ta nhân cho 2 hoặc là ta cộng cho 28 được. 16 50 56 vòng. Đáp số. Năm mươi sáu vòng. Nó qua bài tiếp theo là bài số 6. Quan sát hình và trả lời. Rồi hình này là gì đây? Cái cục tải A, đây là cục tải B. Cục tải A là từ 0 đến 3. Rồi cái cục tải B là từ 5 đến 11. Cục tải A ngắn hơn cục tải B mấy cm? Như vậy cái cục tải A này là 3 cm này. 3 cm. Cục tải B thì chúng ta có bao nhiêu đây? Ta lấy 11 ta trừ cho 5. Là ta lấy 11, ta lấy cái đầu này ta trừ cho đuôi này. 11 ta trừ 5 thì là cục này là 6 cm. Nha. 6 cm. Vậy là cục tải A ngắn hơn cục tải B bao nhiêu cm? Ta lấy 6. Ta trừ cho 3 là bằng là 3 cm. K
Cả hai cục tải dài bao nhiêu cm? Cục này 3, cục này 6 ta cộng lại với nhau. 6 ta cộng cho 3 là bằng là 9 cm. Buổi tối em học bài từ 7 giờ đến 9 giờ. Hỏi em đã học bài trong mấy giờ? Từ 7 giờ đến 9 giờ ta lấy 9, ta trừ cho 7 nè. Ta lấy 9 ta trừ cho 7 là bằng là 2 giờ. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra này dưới bất kỳ clip nào của thầy này có các phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm nhé. Chúc các em học giỏi.